sao ước ca bài ca sầu nhớ hương ngắm trăng mờ hoàng hôn ưa đi lặng lẽ trong những đêm gió mưa u buồn mà nghe cô đơn đừng trách tình riêng tôi đời mấy người trao ưa nhìn tơ liễu dù ưa tìm trong giấc ngủ ngày con âu thơ lòng chưa biết gì Các bạn thân mến, cuộc sống vốn bộn bề những lo toan và nhiều khi chúng ta mải mê để chạy theo những giá trị vật chất, chúng ta lại quên mất những giá trị tinh thần. Và mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, ngồi bên một ly trà nhâm nhi tạm gác lại gánh nặng mưu sinh, chúng ta thả hồn vào những giai điệu của những ca khúc, những giọng ca mà chúng ta yêu thích, đặc biệt bên những dàn máy set up theo ý muốn. Quý vị và tôi đều giống nhau ở một điểm, chúng ta cảm thấy mình như thư thái và bấy lâu nay dường như chúng ta quên mất một điều cực kỳ quan trọng, đó là giá trị tinh thần cũng quan trọng như giá trị vật chất. Các bạn thấy trước mắt là một dàn máy nghe nhạc chuyên nghiệp sẽ đem lại cho các bạn những cảm xúc thăng hoa và mỗi thay âm phát ra sẽ chạm đến đáy trái tim của mỗi người. Trong chương trình video clip này, tôi sẽ test âm và giới thiệu chi tiết đến các bạn một trong những dòng loa nghe nhạc chuyên nghiệp kết hợp với dòng âm ly đèn nổi tiếng của Nhật Bản để các bạn có thêm cấu hình và chúng ta có thể tham khảo. Tất cả những yêu cầu về mua sắm và tư vấn phối ghép, hãy gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số trên tấm biển. Những bạn có Facebook, hãy dùng tính năng theo dõi để liên tục cập nhật được những hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp hay những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Các bạn có nhu cầu sửa chữa những thiết bị audio của gia đình, hãy gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Các bạn thân mến, chúng ta đang nhìn thấy trước mắt là cặp loa Tannoy Berkeley MK2. Đây là dòng loa rất nổi tiếng. Chúng ta đã quá quen thuộc với chất âm cũng như hình dáng, bởi có rất nhiều anh em đã giới thiệu và tôi đã bán rất nhiều những dòng sản phẩm này. Cặp loa Tannoy Berkeley MK2 này có sử dụng một bát 40 và một chép nằm trong lòng gọi là chép đồng trục. Các bạn nhìn thấy ở phía dưới của nó sử dụng hai vi tinh chỉnh cho phép các bạn có thể điều chỉnh được dải cao và các bạn có thể điều chỉnh được độ trầm ấm tùy theo ý muốn và phù hợp với căn phòng của gia đình. Bây giờ tôi sẽ quay chi tiết và báo giá để các bạn cùng tham khảo. Ở đây các bạn nhìn thấy đó là cặp loa Tannoy Berkeley MK2. Có lẽ hiếm có cặp loa nào nó đẹp như thế này. Bởi vì các bạn nhìn qua thôi, các bạn đã nhận ra hình thức. Không một tì vết nào cả, những dòng loa bãi được chuyển lựa rất kỹ lưỡng và tôi cũng chỉ có một cặp thôi. Các bạn chỉ cần nhìn qua thôi các bạn thấy rồi, không có điểm trừ. Gông của nó màu vàng, các bạn thấy rồi, chép của nó sau cái rốn hỏi này các bạn nhìn thấy. Đó là một chép nằm trong lòng gọi là đầu trục bát 40 các bạn nhé. Đây là vi tinh chỉnh, hai lỗ thông hơi phía dưới. Cặp loa này không có bất cứ một điểm trừ nào cả. Bên này tôi để nguyên e-căng để các bạn dễ hình dung. E-căng có thể tháo rời hai mảnh, một mảnh nhỏ phía dưới và một mảnh lớn ở phía trên. Logo của Tannoy. Các bạn thân mến, các bạn có thể sử dụng những cái dòng âm ly Luman 505F, 505F hay là 507 vân vân. Các dòng Acouphase 305, 307 rồi 212 vân vân. Và các bạn có thể sử dụng các dòng âm ly Max Intoc. Nhưng ở đây các bạn nhìn thấy sự hiện diện của một chiếc âm ly đèn, đó là âm ly đèn Luman. Chiếc âm ly này mới tinh 100%, còn nguyên thùng xốp, sản xuất tại Nhật, đó là Luman 32U. Như các bạn nhìn thấy, đây là dòng chữ ký. Dòng chữ ký bao giờ cũng thế, nó thể hiện được niềm tự hào của Luman. Và đây là chữ ký của kỹ sư đã tạo ra sản phẩm này. Chiếc âm ly đèn này mới tinh, nguyên thùng, giá 50 triệu đồng, sản xuất tại Nhật Bản. Ở phía dưới các bạn nhìn thấy đó là sự hiện diện của một đầu CD, đó là đầu CD Sony 3x5 EFG, 555 EFG. Chiếc đầu CD này có hồi gỗ sang trọng hai bên. Chiếc đầu này có giá 15 triệu đồng. Âm ly có giá 50 triệu đồng và cặp loa này có giá 50 triệu đồng. Đối với âm ly đèn Luman 32U, các bạn thấy ta có thể sử dụng đánh những dòng JBL 100 Century hay rất nhiều những dòng, kể cả những dòng S933 như các bạn nhìn thấy, Pioneer S933, đặc biệt những dòng Tannoy rồi những dòng BVK, hay các bạn có thể sử dụng đánh vào những cặp JBL 4307 có giá 34 triệu đồng.
các bạn đánh với những cặp bookshelf BV kép giá 10 triệu đồng như thế này, chắc chắn sẽ đem lại âm thanh cực kỳ tinh khiết. Hay những dòng tannoy Sitalin TV-V-V như thế này, hay những dòng tannoy Sitalin HV kép như các bạn nhìn thấy, những dòng RV kép vân vân. Đây là những dòng HE trùng series này. Các bạn thân mến, không để các bạn đợi lâu nữa, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test âm chính thức để các bạn được thưởng thức trọn vẹn chất âm của cấu hình như thế này. Các bạn nhớ là đánh bằng âm ly đàn thì bao giờ nó sẽ cho âm thanh trong trẻo sạch sẽ nhất trong những dòng âm ly cùng phân khúc. Để có được chất âm sạch sẽ như thế này thì chúng ta phải sử dụng những dòng âm ly bán dẫn có giá thành gấp đôi cho âm ly đàn này thì mới đem lại chất âm sạch được như thế này. Lòng là ra đi là dừng.
dâng mười ca khúc tròn một niềm vui.